Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hải Đảo của tôi. Hôm nay mình tiếp tục ra video về chủ đề biển đảo ghi thuyền cho bạn xem. Thì hôm nay thời tiết trên đảo Phú Quý có hơi chút gió nam tăng cường, nên lúc này đây khá là nhiều ghi lưới của Bình Định và các ghi thu mua đã vào đảo Phú Quý để mà rú gió và bán hải sản các bạn. Những chiếc ghe thu mua của Bình Định đang có hoạt động rất là sôi nổi luôn tại vùng biển đảo Phú Quý các bạn. Lúc này đây thì có một chiếc ghe thu mua cá của Vũng Tàu các bạn đang có chạy với tốc độ rất là nhanh luôn. Lần đầu tiên mình thấy ghe Vũng Tàu chạy với tốc độ rất là khủng luôn. Đều là những chiếc ghe có máy công suất rất là cao, chạy với tốc độ rất là nhanh luôn. Chiếc này thì đang có chạy để tìm nơi neo đậu các bạn. Vì lúc này trên vùng biển đảo Phú Quý thì khá là nhiều ghe đất liền vào đảo, nên việc tìm một chỗ neo đậu khá là khó khăn. Nên mình còn phải chạy một quãng đường thì mới neo đậu được các bạn. Còn đây là một chiếc ghe thu mua nữa. Ghe này là của Bình Định các bạn, đang có phô máy rất là khủng luôn. Chiếc này thì đang chạy ra hàng ghe lưới để mà thu mua hải sản. Mặc dù là dịch bệnh đang rất phức tạp, tuy nhiên hoạt động nghề cá lên đảo Phú Quý rất là sôi nổi luôn. Ghe Bình Định thì là ghe lưới và ghe thu mua thì khá là nhiều. Tiếp tục là một chiếc ghe thu mua cá nữa, cũng là của Bình Định luôn, cũng đang có cặp vào chiếc ghe thu mua cá của đảo Phú Quý để bán cá các bạn. Thường thì những chiếc ghe của Bình Định sẽ mua cá và sang lại cho các ghe đảo Phú Quý các bạn. Mùa này vẫn còn là gió nam, khoảng tầm hơn một tháng nữa thì sẽ chuyển sang mùa gió bắc, các ghe thuyền sẽ di chuyển về cảng đảo Phú Quý để neo đậu. Vâng, lúc này đây thì một chiếc ghe lưới của Bình Định rất là khủng luôn. Chiếc này thì mới tăng tốc tiến về bến bãi Phú này, ghe rất là to các bạn. Những chiếc ghe rất là khủng luôn. Hôm nay thì có đến khoảng tầm 30 chiếc ghe lưới của Bình Định vào bến bãi Phú. Ngoài khơi thì cũng còn khá là nhiều ghe của Bình Định luôn. Mùa nam thì ghe rút ngày của Bình Định hoạt động rất là nhiều tại vùng biển đảo Phú Quý. Đây đều là những chiếc ghe rất là hiện đại các bạn. Hôm trước mình đã quay cho các bạn xem một chiếc ghe có cả radar luôn, giống như một chiếc tàu cao tốc, rất là hiện đại luôn. Vâng, còn đây là một chiếc ghe lưới nữa của Bình Định luôn. Chiếc ghe được sơn màu xám, rất là đẹp các bạn. Ghe rất là khủng luôn này. Lần đầu tiên mình thấy ghe Bình Định được sơn màu xám như thế này. Rất là hiếm thấy những chiếc ghe Bình Định mà sơn màu xám các bạn.
chiếc ghe đang có phô máy để neo đậu này. Ghe rất là khủng các bạn. Vâng, hôm nay thì mình được gặp lại chiếc ghe lưới của Phú Yên. Đây là chiếc ghe lưới Phú Yên mình thấy to nhất. Từ trước đến giờ mình chưa thấy ghe Phú Yên to như thế này. Rất là to các bạn. Chiếc này cũng tương đương với chiếc ghe của Bình Định lúc nãy á. Rất là đẹp luôn. Kiểu dáng của ghe Phú Yên và ghe Bình Định là rất đẹp. Hôm nay thì mình không thấy các ghe cào của Vũng Tàu. Mấy hôm trước thì cũng có khoảng 10 đến 20 chiếc là ghe cào Vũng Tàu vào đảo Phú Quý. Tuy nhiên hôm nay chủ yếu là ghe của Bình Định. Như vậy chiếc ghe đã vào đến bến Bãi Phú này, đang có chuẩn bị thả neo các bạn. Chiếc này chiều dài cũng khoảng 23 đến 24 mét đó. Chiều rộng có thể đạt đến 6 mét rưỡi các bạn. Ghe rất là to luôn. Đây là những chiếc ghe rất là hiện đại. Như vậy là chiếc ghe Bình Định đã thả neo xong này. Kiểu dáng rất là đẹp luôn. Hoạt động thu mua cá lúc này có thể nói là rất là sôi nổi luôn. Những chiếc ghe thu mua của Bình Định ra vào liên tục. Cá rất là nhiều luôn. Vâng, lúc này thì ngoài khơi, những chiếc ghe nốt của đảo Phú Quý cũng đang có tăng tốc tiến về bến này. Ghe nốt của đảo Phú Quý thì chủ yếu đi làm mực đêm các bạn. Buổi chiều thì sẽ xuất bến. Và đến rạng sáng ngày mai thì ghi sẽ bắt đầu về bến. Ghi nốt thì thường đi chỉ một đến hai người các bạn. Vâng, có lẽ mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày mới thành công, thật nhiều sức khỏe.